Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồ Trâm Official. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày đi dự một cái event gala của Dân Khang. Và trong đó thì Trâm được mời đại diện làm gương mặt đại diện cho sản phẩm Horibi. Và ngày hôm nay là một cái đêm gala để mà cảm ơn, tri ân khách hàng. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng Trâm đi dự event nha. Đại sứ thương hiệu toàn quốc dòng mỹ phẩm thiên nhiên Horibi, diễn viên Hồ Bích Trâm. Lời nói đầu tiên là cho em gửi lời chào trân trọng và thật là nhiều niềm vui đến tất cả các anh chị đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay ạ. Và lời thứ hai đó chính là em xin cảm ơn anh Vũ Công Thăng cũng như là anh Khoa đã tin tưởng và giao cho em một cái trách nhiệm mà em nghĩ rất là quan trọng, đó là đại sứ thương hiệu Horibi ạ. Và dường như là cũng đã một năm đồng hành với nhau, và bản thân em cũng rất là tự hào cũng như là rất là tin tưởng về sản phẩm Horibi của mình. Và em thật sự là không biết nói hơn ngoài là chúc cho Dân Khang cũng như là Horibi của mình ngày càng thành công và phát triển ạ. Từ lúc mà em bắt đầu bước vô đây, em đã thấy sự nhiệt huyết của mọi người cũng như là sự quyết tâm. Em hy vọng là tất cả mọi người ở đây cũng như là tất cả anh chị công ty Dân Khang hoặc là Horibi sẽ giữ vững cái tinh thần quyết tâm và ngày càng phát triển và thành công hơn nữa ạ. Chào hôm nay thật lớn, chào mừng khách này thưa quý vị. 1, 2, 3. Nãy giờ thì Trâm đang lưu bu chụp hình với lại khách mời cũng như là lên sân khấu cũng như là mình đang tham dự cái buổi event của Horibi. Thì thật ra là Trâm rất là vui cũng như là rất là hân hạnh luôn, tại vì được đồng hành với Horibi đã được một năm rồi. Và Trâm cũng tiết lộ luôn là sắp tới Horibi cũng sẽ là một trong những thương hiệu tài trợ chính cho bộ phim mà Trâm sắp máy đó. Cho nên là đây là một cái ngày gọi là kỷ niệm gala cũng như là cái ngày mà Trâm xin tiết lộ nhà tài trợ chính của chương của phim mà Trâm sắp làm, đó chính là Horibi sẽ là một trong những nhà tài trợ chính của phim. Và đây là Trâm là gương mặt đại diện cho phim nè mọi người. Gương mặt đại diện cho Horibi, cái này là đã xuất hiện được một năm rồi, nó sẽ xuất hiện trên khắp tất cả các nhà thuốc luôn. Thì đây là một cái niềm rất là niềm vui và cũng như là rất là vinh hạnh luôn. Và Trâm hy vọng là không chỉ một năm mà Trâm còn sẽ đồng hành với Horibi nhiều năm hơn nữa. Tại vì bản thân của Trâm á, là cái người mà sử dụng cái sản phẩm này cũng như là đã và đang bán cái sản phẩm này luôn. Đó, cho nên là không có ai làm đại sứ giống như Trâm chân, làm đại sứ rồi mà còn bán cả sản phẩm của họ nữa. Cho nên là Trâm hy vọng là không những năm nay mà những năm khác nữa thì Trâm sẽ vẫn luôn đồng hành với Horibi. Và cũng xin cảm ơn Horibi rất là nhiều vì đã tài trợ cho phim của Trâm sắp tới. Và hy vọng mọi người cũng vậy, mọi người sẽ ủng hộ cho phim sắp tới của Trâm nha. Cảm ơn mọi người.